Ok, tình hình là sắp tới là việc ở công ty mình có vẻ đéo ổn mà các bạn, cho nên là tranh thủ lúc mà còn đang nhẫn nhơ thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link case. Nó cũng có độ khó một xíu để những anh em nào mà chơi trên dưới 1 năm thì có thể tập thử để mà có cái chơi tết. Cho những anh em nào mà mới vô kênh mình lần đầu thì link case nó là chúng ta ghép những cái kỹ thuật lại với nhau thành một cái đoạn, nó cũng không ngắn không dài. Nói chung là link case nó là link case các bạn. Để hiểu rõ hơn thì các bạn có thể mở cái clip mà nói về thuật ngữ trong cái bộ môn này của mình. Còn ở đây thì mình chỉ muốn nói là các bạn muốn làm được link case thì phải làm được kỹ thuật trước. Và trong cái clip này mình sẽ không có hướng dẫn chi tiết từng cái kỹ thuật, mình chỉ nói cái cách ghép chúng lại với một số những cái thế tay nó hơi đặc biệt một xíu. Thì nếu các bạn coi tham khảo thì ok, nhưng mà để làm được hoàn hảo thì các bạn nên tập được trước trước khi mà các bạn tập link case. Thì đây sẽ là cái link case hôm nay. Đầu tiên để làm được cái link case này thì anh em sẽ làm một cái kỹ thuật cơ bản, đó là chạc. Thì nó sẽ như này, thì anh em sẽ lưu ý giúp mình là cầm cái do cái phần đầu bút ở phía cái mu bàn tay nè, nó dài ra như này. Đó, và anh em chạc ở cái ngón giữa với lại ngón áp út như này. Đó, và anh em úp cái tay xuống. Chúng ta chỉ chạc nhẹ một cái thôi, rồi chúng ta sẽ thu ba cái ngón giữa nè, áp út với lại ngón út lại. Đó, như này. Và chúng ta sẽ cầm bút bằng cái ngón cái với ngón trỏ. Sau đó các bạn sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật như này. Đó, nhìn nó khá là hay các bạn. Cái này là mình học lỏm hình như của Slowfish ở bên Nhật Bản. Mặc dù là không biết tên kỹ thuật nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái này. Để làm được cái kỹ thuật này nó hoàn hảo thì các bạn cần phải cầm cho cái đầu bút bên dưới nó thật là dài ra như này. Đó, và các bạn sẽ lắc cái đầu bút lên. Các bạn lắc cái đầu bút lên trên như này. Các bạn lắc theo cái phương vuông góc với lại cái ngón tay của bạn, chứ không phải là như cái kiểu chạc nha. Chạc là nó sẽ bẻ bẻ ra hai bên, còn cái này là nó sẽ vuông góc. Nó sẽ vuông góc lên như này. Và các bạn khi mà các bạn lắc cái đuôi nó lên thì các bạn sẽ thả liền cái ngón cái ra. Thì khi đó là cái cây bút nó sẽ bị vứt lên, nó sẽ vòng vào cái ngón trỏ. Và các bạn sẽ lúc mà cây bút nó vòng vào ngón trỏ thì các bạn sẽ nhanh chóng các bạn đưa ngón cái vô, các bạn bóp cái cây bút lại. Mới tập cái này thì mình nghĩ là anh em nên tập cái dạng mà cái tay nằm ngang cho nó dễ. Khi nào quen rồi thì anh em hãy làm ở cái dạng tay úp. Tại vì tay úp cái cây bút nó còn bị kéo xuống phía dưới do trọng lực, cho nên là nó sẽ căng thẳng hơn. Sau khi đẩy cái bút qua đây rồi thì anh em sẽ làm một cái chiếc cơ bản, đó là finger pass. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy một cái phần đầu của nó thôi. Đó là đi từ cái ngón trỏ xuống phía ngón giữa với áp út như này. Sau đó anh em sẽ twist the neck lên và làm một cái scissor spin. Thì cái nguyên bản nó sẽ như này. Đó, chúng ta đẩy ra ngoài và đẩy vô trong, rồi cho nó lăn ở trên cái ngón trỏ với ngón cái như này. Đó. Còn khi mà đưa vào cái link case này thì anh em khi mà twist lên thì chúng ta cho cái bút lăn trên ngón cái với ngón trỏ luôn, lăn liền qua luôn, chứ không có đưa ra rồi đưa vô như này. Để tập cái này thì mình nghĩ là mình sẽ để cái link hướng dẫn chi tiết của tụi Tây Long ở bên dưới thì anh em có thể coi. Còn cái này hình như mình cũng chưa hướng dẫn bằng tiếng Việt nữa, cho nên là mình không có để link clip của mình được. Sau khi scissor spin xong thì các bạn sẽ cương cái ngón cái của các bạn lên và các bạn sẽ làm một cái kỹ thuật có tên là fingerless thumb rail. Thì nó sẽ có dạng như này. Sau khi fingerless thumb rail xong thì chúng ta sẽ làm một cái chiếc mà mình cũng chả biết gọi là cái chiếc gì. Thì sau khi tham khảo ý kiến của Hubik cũng như là Akai với những cái tên rất là dị hợm thì mình đã quyết định gọi đây là chiếc A nha các bạn. Để làm được chiếc A thì đầu tiên là các bạn sẽ cầm bút thả lỏng như này. Đó, các bạn để cây bút lên trên cái ngón cái và cái phần đầu bút ở phía ngoài các bạn cho nó dài ra như này. Và các bạn sẽ thả cho cái phần đầu bút phía ngoài nó rơi xuống phía dưới. Đồng thời là các bạn sẽ nâng cái bàn tay của bạn lên để cho cái ngón cái của bạn nó cấn vào cái thân bút. Và nó sẽ đẩy cho cái đầu bút, thay vì nó chúi xuống phía dưới đúng không, thì bây giờ nó sẽ đi vào cái lòng bàn tay của bạn, nó hướng vào lòng bàn tay của bạn. Và các bạn sẽ chụp lại. Thì làm nhanh nó sẽ được cái dạng như này. Đó, thì cái lúc chụp thì các bạn có thể để ngang cái tay qua cho nó dễ chụp, chứ không có nhất thiết là phải úp cái tay rồi chụp đâu. Nó sẽ bị khó hơn, dễ bị vuột ra ngoài. Mình sẽ nhắc lại toàn bộ cái link case cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên là chúng ta sẽ chạc nhẹ lên một cái. Sau đó các bạn sẽ đưa ngón cái với ngón trỏ vô. Các bạn chụp cái thân bút nè. Sau đó các bạn thả ba cái ngón kia ra nắm lại. Chiếc này chiếc mẹ vậy ta. Chiếc này mình gọi là chiếc B nha. Thì các bạn sẽ làm chiếc B, chụp lại và chúng ta pass xuống phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ twist lên, scissor spin qua, fingerless thumb round và làm chiếc A. Đó, chụp lại, kết thúc cái link case.
thì làm nhanh nó sẽ có dạng như này. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong một cái linkage mà ai cũng làm được. Ai ở đây là mình nữa các bạn. Còn các bạn thì hên xui nha. Những bạn mới chơi thì có thể xem video này giống như là một cái tư liệu để tham khảo. Ví dụ như là các bạn biết thêm được những cái trick, ví dụ như scissor spin nè, hay là trick A, trick B, mình không có biết tên nhưng mà mình có thể chỉ sơ cho các bạn biết. Đó là các bạn có thể biết cách ghép thằng scissor spin với thằng phiên là thumb round, là các bạn biết cách ghép finger pass với lại tritonic. Đó, các bạn biết những cái nhỏ nhỏ như vậy thì sau này các bạn ứng dụng lên những cái nó lớn hơn thì nó sẽ đơn giản hơn. Đó, và nếu bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe. Được thì các bạn share với bạn bè. Và ok, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.